Chú của em còn một công ty nữa, công ty thương mại đầu tư Hoàng Lộc. Công ty Hoàng Lộc liên danh với cả bên em. Chẳng lẽ chú định bắt cả hai tay à? Hai tay như một. Nhưng mà chú làm thế để làm cái gì? Chả lẽ liên quan đến việc anh Dục bán cổ phiếu TM Mobile? Chú nói với em như thế à? Không, em vô tình nghe được. Có đúng không ạ? Bây giờ giữ lại món đó là điều bất lợi. Hãy bán ngay khi nó còn đang được giá. Còn về việc đề án kia, nếu em muốn, anh sẽ set up. Vâng. Nhưng đó là việc làm vô ích thôi. Bỏ thằng Bốc lấy xe chạy ra chạy vào, mua hành răm nước mắm gì cũng lấy ô tô mà đi. Để làm gì ạ? Thi gan với công an chứ còn làm gì. Cứ phải giả giả thật thật, chớp được thời cơ mang ít hàng về bán. Kính chúc sức khỏe anh Đông, đối tác chiến lược của công ty, và chúc cho sự hợp tác của chúng ta thành công mỹ mãn. Xin mời mọi người. Chúc mừng. Chúc mừng. Và nhân ngày vui hôm nay, tôi cũng xin được chúc mừng Phó Tổng Giám Đốc. Chuyện tương lai mình cứ để nói sau đi anh. Cảm ơn anh. Chúc mừng nhé. Chúc mừng con. Cảm ơn anh. Mời mọi người tự nhiên. Xin mời. Mời mọi người. À, Lam này. Hôm nay tôi cũng có một bất ngờ dành cho Lam. Mọi người đang đoán đúng không? Đây rồi. Xin lỗi mọi người, tôi có việc đột xuất nên đến hơi trễ. Không hề, cậu đến rất đúng lúc. Giới thiệu với anh Hùng và tất cả mọi người, đây là Khôi Nguyên, đối tác mới của chúng ta. Chào cậu. Chào chú. Có phải đây là đại diện The Valley mà anh Đông hay nhắc tới không ạ? Chính xác. Tôi là Hùng. Mọi người cứ hay gọi tôi là Hùng Đơn, nhưng mà thực ra tôi chưa bao giờ cô đơn, vì xung quanh tôi luôn luôn có những người bạn và người thân. Cháu thấy rồi. Nhưng anh lại đang bắt tay một người cô đơn đấy. Ồ, thế à? Này. Người Việt phải được dùng hàng tốt, giá tốt. Và xin cam kết là mức lợi nhuận thu về sẽ không vượt quá 5%. Vụ mua bán sinh phẩm có ai khác tác động không? Quy trình của mình thì chuẩn chỉ, mà đứng đằng sau lại có mấy ông anh bà chị đỡ, thì bác lo cái gì nhỉ? Không phải là cái gì chúng tôi cũng biết. Có điều chúng tôi luôn biết được những thứ cần biết. Cho nên là cái giá em đưa cho bác, em thấy là nó hợp lý rồi. Bác ok thì ta ký. Không, em không thỏa hiệp với cái sai cái xấu. Vậy trong trường hợp tội phạm là người thân thì anh sẽ tính sao? Đêm nào cũng phải chờ con về, nhìn thấy mặt con thì mẹ mới yên lòng. Con muốn dừng lại. Nội bộ của tỉnh đang rung động rất mạnh. Có hay không sự tiếp tay của người có chức vụ? Anh có kim bài miễn tử trong tay, đừng quá lo lắng. Vẫn bắt. Win-win, đôi bên cùng có lợi.